Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm 16 tháng 6 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là bản tin nổi bật trong ngày với Thi Nga. Và sau cùng là phóng sự lễ chúc mừng các tân khóa sinh sẽ theo học các trường võ bị do Thượng nghị sĩ Mark Warner tổ chức với sự tham dự của Thượng nghị sĩ Tim Kaine. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, tay súng ở Orlando tức giận chống lại các thức bẩn thỉu của phương Tây. Trong khi các nạn nhân nhắn lời cuối cùng đau lòng cho người thân từ các sàn đẫm máu của đông người, Omar Martin dường như chuyển sang phương tiện truyền thông xã hội để cho chấn động của cuộc tấn công của mình vào một hộp đêm đồng tính. Khi thành phố đau buồn này chuẩn bị để chôn cất người đầu tiên trong số 49 người đã thiệt mạng tại hộp đêm Pulse, một ủy ban thượng viện đã yêu cầu giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg giúp khám phá đường mòn của sự thù ghét mà Martin đã bỏ lại phía sau trên không gian mạng và tìm thấy một câu nói: người Hồi giáo thực sự sẽ không bao giờ chấp nhận những cách thức bẩn thỉu của phương Tây. Martin, một người Hồi giáo 29 tuổi sinh ra ở Hoa Kỳ, đã viết như thế trên một trong ít nhất 5 tài khoản Facebook được cho là có liên quan với ông, theo lá thư của Thượng viện. Quan điểm của người Hồi giáo về người đồng tính và người chuyển giới lôi kéo sự chú ý sau vụ thảm sát Orlando. Sau vụ thảm sát ở Orlando, người đứng đầu một nhóm vận động người Hồi giáo nổi bật đứng trước một dàn micro và đưa ra các nhận xét ngoài lời kết án dự kiến, cùng với việc tố cáo vụ tấn công bởi tay súng Omar Martin là vi phạm đạo Hồi và dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân tại hộp đêm đồng tính Pulse. Ông Nihat Awad, một hội đồng quan hệ của Hoa Kỳ Hồi giáo, ủng hộ rõ ràng quyền nhân sự cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và người chuyển giới. Ông nói, trong nhiều năm qua, các thành viên của cộng đồng người đồng tính và người chuyển giới đã vai kề vai với các cộng đồng Hồi giáo để chống lại bất kỳ hành vi tội ác, thù hận, ghét Hồi giáo, sự gạt ra bên xã hội và phân biệt đối xử. Cảnh sát trưởng không có cáo buộc sau vụ em bé 2 tuổi bị cá sấu gây thiệt mạng. Một cảnh sát cho biết, các cáo buộc dường như không chống lại một cặp vợ chồng tiểu bang Nebraska sau khi một con cá sấu làm chết con trai 2 tuổi của họ bằng cách giật nó ra khỏi nước cạn tại bãi biển thế giới Walt Disney. Nhưng công ty giải trí này xem xét liệu có nên thêm dấu hiệu cảnh báo cá sấu chăng. Cảnh sát trưởng hạt Orange County Jerry Demings nói với hãng tin Associated Press sau một cuộc họp báo từ ngày thứ Tư 15 tháng 6, không có dấu hiệu cho thấy Will và Melissa Graves ở ngoại ô của Omaha, tiểu bang Nebraska, phạm lỗi gì góp phần cho con bò sát lôi kéo con trai của họ là Lane Grace. Ông Demings nói, không có gì trong vụ này để chỉ ra rằng có điều gì đó bất thường trong sự lơ là của cha mẹ. Công ty Walt Disney khai trương công viên chủ đề ở Thượng Hải ngày thứ Năm 16 tháng 6, lần đầu tiên tại Trung Cộng với bài phát biểu của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản, hợp xướng của thiếu nhi Trung Cộng, người đẹp ngủ trong rừng Sleeping Beauty và các nhân vật Disney khác. Một phó thủ tướng Trung Cộng cùng với tổng giám đốc Disney Bob Iger cắt băng khánh thành là một dải ribbon màu đỏ
báo hiệu sự chứng thực của đảng cầm quyền cho khoản đầu tư 5,5 tỷ US dollars trong việc thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ khác tại một thời điểm làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế. Họ đọc các thư chúc mừng của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Disneyland Thượng Hải cho người khổng lồ Hollywood một cơ hội để đánh bóng thương hiệu đằng sau Frozen đông lạnh trong thị trường phim đông nhất thế giới và làm sống lại sự đấu tranh kinh doanh công viên chủ đề quốc tế của nó. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin nổi bật trong ngày với Thi Nga. Kính mời quý vị theo dõi. Giám đốc CIA John Brennan trong một cảnh báo đáng sợ về ảnh hưởng ngày càng tăng của ISIS, tức nhà nước Hồi giáo, nói với các nhà lập pháp vào sáng hôm nay, 16 tháng 6, là nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu để chống nhóm khủng bố này đã không cản trở được khả năng khủng bố và tiếp cận toàn cầu của chúng. Cảnh báo này trái ngược hẳn với lời thẩm định lạc quan hơn của Tổng thống Obama đưa ra hồi đầu tuần này, tức là cách nay có 2 ngày. Trong một phiên điều trần mở, hiếm có, trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Brennan cho biết ISIS, mặc dù đang bị áp lực tại Iraq và Syria, vẫn có thể tăng cường những cuộc khủng bố trên khắp thế giới, đưa điệp viên vào các nước phương Tây để tấn công hơn nữa. Ông nói, nhóm này có thể đang tìm nhiều cách để đưa điệp viên vào phương Tây trong dòng người tị nạn, qua các đường buôn lậu và cả đi du lịch hợp pháp. Hôm thứ Ba vừa qua, thì Tổng thống Obama nói rằng chiến dịch chống ISIS xúc tiến mạnh mẽ. ISIS đang bị áp lực hơn bao giờ hết, nhưng ông thừa nhận là nhóm này đang đạt được thắng lợi ở nơi khác. Ông Brennan đồng ý với Tổng thống về chuyện ISIS thua mất đất tại Iraq và Syria. Chúng đang gặp khó khăn để bổ sung chiến binh và bị eo hẹp tài chính. Tuy nhiên, ông cho biết là chúng có thể thích ứng với hoàn cảnh đó và vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động gây chết người ở nước ngoài. Ông nói tiếp, mặc dù tất cả các tiến bộ của chúng ta chống lại ISIS trên chiến trường và trong lĩnh vực tài chính, nhưng chúng ta đã không làm giảm được khả năng khủng bố và tiếp cận toàn cầu của chúng. Các nhánh nước ngoài và mạng lưới toàn cầu của ISIS có thể giúp duy trì năng lực của chúng bất kể tình trạng tại Iraq và Syria, và chúng sẽ tăng cường chiến dịch khủng bố toàn cầu. Ông Brennan nói là vụ thảm sát tại Orlando vừa rồi cho thấy ISIS vẫn gây cảm hứng cho những người không liên hệ gì với nhóm để chịu ảnh hưởng mà hành động. Ông nói ISIS đang nuôi dưỡng các chi nhánh để rồi dần đưa vào mạng liên kết với nhau. Nhánh tại Libya có khả năng tiên tiến và nguy hiểm nhất. Ông cảnh báo là Libya có thể trở thành một căn cứ để thực hiện các cuộc tấn công tại châu Âu và các nơi khác. Ông nói ISIS đang cố gắng tăng ảnh hưởng ở những nơi khác, kể cả châu Phi. Lực lượng của ISIS tại Iraq và Syria đã giảm bớt từ đầu năm nay, nhưng ở các nơi khác thì chúng có hàng ngàn người theo ủng hộ, như tại Libya có từ 5.000 đến 8.000 người, chừng 7.000 người tại Nigeria và hàng trăm người ở Yemen và Afghanistan. Tuy nhiên, ông Brennan cho hay liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã có tiến bộ trong chiến dịch chống ISIS. Chúng đã thua mất nhiều vùng tại Iraq và Syria, cũng như mất một số thủ lãnh trong các cuộc không kích. Việc bổ sung của chúng gặp khó khăn vì một số đã sang Syria và những người khác thì bỏ trốn. Khả năng quyên tiền của ISIS cũng giảm, tuy là chúng vẫn thu được hàng chục triệu đô la mỗi tháng, chủ yếu là từ thuế và bán dầu thô. Tiếp theo, Quý Châu xin mời quý vị theo dõi bản tin IV News do Minh Thúy thực hiện, nói về cuộc đời của một nữ sinh viên gốc Latin vừa tốt nghiệp đại học. Một cô gái 18 tuổi, người Mỹ, Larissa Martinez, tốt nghiệp trung học với số điểm gần như tuyệt đối, 4.95 GPA, được học bổng tại trường đại học Yale. Cô bước lên sân khấu trong ngày ra trường với tư cách là một thủ khoa của trường trung học McKinney Boyd ở Texas. Cô đã cho cả thế giới biết với bài phát biểu mạnh mẽ của mình. Tôi lên đây không phải phát biểu về thủ khoa của tôi. Tôi lên đây để cho mọi người biết về sự thật. Tôi là một trong số 11 triệu người nhập cư, không có giấy tờ, sống trong bóng tối tại Hoa Kỳ.
Tôi mơ ước, khao khát, hy vọng trở thành một công dân của xã hội Hoa Kỳ, để có thể giúp cho đất nước Hoa Kỳ tuyệt vời hơn, không xây dựng bằng hận thù và thành kiến. Theo tờ Dallas Morning News, cô quyết định lên tiếng về tình trạng của mình để mang lại sự chú ý về sự sai sót hệ thống nhập cư tại Hoa Kỳ. Cô và gia đình đã bỏ Mexico City đến Hoa Kỳ vào năm 2010 để tránh xa người cha nghiện rượu và ngược đãi của mình. Đến Hoa Kỳ, cô bắt đầu với lớp 7. Cô ngay lập tức tìm cách học tiếng Anh và mượn nhiều sách vở từ thư viện để tham khảo. Trong những năm học, thầy giáo môn xã hội học đã khuyến khích cô viết một bài phát biểu tốt nghiệp. 3 tuần trước ngày tốt nghiệp, ông đã phải rơi nước mắt khi cô cho ông xem qua bài phát biểu của cô. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia tộc chúng tôi trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu của bà Maria Trần Phi Hùng, nhũ danh Vũ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1944 tại An Bài, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam, đã được Chúa gọi về nước thiên đàng lúc 11 giờ 33 AM ngày thứ Ba 14 tháng 6 2016 nhằm ngày 10 tháng 5 Bính Thân tại tư gia ở Springfield, Virginia, hưởng thọ 72 tuổi. Chương trình tang lễ thứ Sáu 17 tháng 6 2016 từ 4 giờ PM đến 8 giờ PM lễ phát tang và thăm viếng tại The Jefferson Funeral Chapel, 5755 Castle Welland Drive, Alexandria, Virginia, 22315, điện thoại 703-971-7400. Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016, lễ nghi tôn giáo từ 10h30 AM tại Thánh đường Street Lawrence Catholic Church, 6222 Franconia Road, Alexandria, Virginia, 22310, điện thoại 703-971-4378. Lễ an táng 12h30 PM tại Nghĩa trang Nhà thờ Đức Thánh Từ Đạo Việt Nam, Fairfax Memorial Park, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia, 22032, điện thoại 703-425-9702. Chồng Trần Phi Hùng và các con cháu, anh cựu giáo sư Vũ Ngọc Lãm, vợ Đinh Thị Bạch Yến và các con cháu, chị gái, bà quả phụ Vũ Thị Xuân Phi, các con cháu và chắc, Việt Nam. Em gái, Vũ Thị Lan Hương, chồng, nhà báo Phạm Trần và các con cháu. Em trai, Vũ Đức Tiên, vợ Đỗ Thị Ngọc Lan và các con. Tang gia đồng khắp báo. Cáo phó này thay thiệp báo tang, xin miễn phúng điếu. Toàn thể ban biên tập và kỹ thuật SBTN DC xin thành kính phân ưu và nguyện cầu cho linh hồn Maria sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Đại hội thứ 20, trân trọng kính mời quý cựu sinh viên sĩ quan và quý phu nhân tham dự buổi dạ tiệc được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 26 tháng 6 2016 tại Hyatt Regency, Orange County, Harbor and Chapman, 11999 Harbor Avenue, Garden Grove, California, 92840. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Hồng Miên, 714-231-9598 hay Trần Tri Quốc, 949-212-0261.